Xin chào bạn, chào bạn quay trở lại kênh Thuần Tính. Bây giờ tôi sẽ mở một cái đơn hàng từ Shopee về. Đó là cái khẩu trang 3D cho bé từ 0 đến 3 tuổi nhá. Cho trẻ sơ sinh có nút chỉnh màu trắng 3 chiếc. Vì cái mình mua cho bé nhà mình đi mầm non ấy, thì đi học ấy, bắt buộc phải đeo khẩu trang. Mình mua cái này với số lượng là 3 chiếc thì 35k nhá. Một thôi các bạn ơi, không phải ba chiếc đâu. À, ba nhỉ. Đây, cái hình nó nhưng mà nó vẫn là cái kiểu vải đó. Đây nó có cái nút chỉnh nhá. Đây, kéo ra kéo vào nút chỉnh đây. Đây, tôi chỉnh cái con lợn này. Đây nó hình con lợn này. Không biết là dễ thở. Rồi, dễ thở nhá các bạn nhá. Rồi, các bạn muốn mua cái sản phẩm này thì bạn bấm cái link mô tả bên dưới video nhá. Mình sẽ để cái link sản phẩm này bên dưới để cho bạn mua. Đây, mã của nó là Unimax 1 đến 3 tuổi đây. Của Nhật. Nhật hay của Hàn gì đó. Rồi, video mình xin tạm dừng đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ, video đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.